Linh Sa sẵn sàng đưa tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi yên nghỉ. Đoàn nghi lễ Quân đội Nhân dân Việt Nam bắt đầu thực hiện các công việc chuẩn bị phương tiện cho lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà tang lễ quốc gia. Quân đội đưa Linh Sa, xe và lực lượng phục vụ đến nhà tang lễ, chuẩn bị cho lễ truy điệu, di quan và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào chiều ngày hôm nay. Theo quy định, lễ quốc tang gồm 15 ô tô và một xe chở linh cữu gọi là Linh Sa. Trong đó, đoàn xe chỉ huy có xe chở quốc kỳ, ảnh, gối huân chương, xe chở quân kỳ, xe chỉ huy, 6 xe vận tải chở đội hình danh dự, 3 xe vận tải ba cầu, xe kéo Linh Sa, xe chở hoa, xe dự phòng, 2 xe thông tin, 1 xe cứu thương. Linh Sa phục vụ quốc tang phía cuối là khẩu lựu pháo 122mm, phía cuối có bệ với hàng chữ Tổ quốc ghi công. Xe phục vụ lễ tang cấp nhà nước gồm 11 xe và 1 Linh Sa, trong đó có 2 xe chỉ huy, xe chở quân kỳ, ảnh gối huân chương, xe chỉ huy, 3 xe vận tải chở đội hình danh dự, 3 xe vận tải ba cầu, xe kéo Linh Sa, xe chở hoa, xe dự phòng, 2 xe thông tin, 1 xe cứu thương.